Thưa Thúy, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới, và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, vừa qua hai người đẩy một chiếc ô tô chết máy dưới nước ở thị trấn Trung Lễ, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Vào ngày hôm đó, trận mưa xối xả kéo dài 2 ngày đã gây ra lũ lụt, làm gián đoạn các con đường trong danh lam thắng cảnh phố cổ Thượng Lý, khiến phố cổ Thượng Lý bị ngập lụt và gây ra thiệt hại nặng nề. Vào ngày thứ Tư, mưa lớn đổ xuống ở các thị trấn xung quanh khu vực hồ chứa đường Gia Sơn ở Bắc Xuyên, mực nước hồ dâng cao, nước lũ xả qua khu vực quận cũ đã vượt quá mức xả lũ sau trận động đất năm 2008 tăng 1 mét, khiến một phần của địa điểm quận cũ ở Bắc Xuyên bị ngập lụt, cho đến nay chưa có thương vong. China News Service đưa tin, kể từ mùa lũ, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, khiến gần 7 triệu người ở 21 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị ảnh hưởng. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương sáng nay tiếp tục phát cảnh báo mưa dông màu vàng. Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng Trung ương, hôm nay và ngày mai, Bắc Kinh sẽ hứng chịu một trận mưa lớn nữa, lần này có thể là trận mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay, cường độ gần bằng cơn mưa lớn 2 năm trước. Mưa lớn vừa qua khiến 21 tỉnh thành chịu ảnh hưởng. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục phát cảnh báo mưa dông màu vàng. Kể từ ngày thứ Ba, các khu vực Nam Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Tứ Xuyên, Tây Bắc Giang Nam, Bắc Quý Châu, Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc, Tây Bắc Giang Nam, Bắc Quý Châu, Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc đã xuất hiện mưa dông lớn cục bộ, kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, mưa đá, gây ra lũ lụt, mưa đá, sạt lở đất và các thảm họa khác. Theo thống kê của Văn phòng Giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, 6,749 triệu người ở 284 quận huyện thuộc 21 tỉnh và khu tự trị bao gồm Cam Túc, Ninh Hạ và Tân Cương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 98 người chết và 14 người mất tích, trong đó có 11 người chết ở Bắc Kinh và 12 người chết ở Hà Bắc, 11 người chết do thiên tai ở Nội Mông, 12 người chết và 1 người mất tích ở Hắc Long Giang, 13 người chết ở An Huy, 11 người chết ở Sơn Đông, 14 người chết ở Hồ Bắc, 19 người chết ở Tứ Xuyên và 11 người mất tích, 7 người chết và 2 người mất tích ở Vân Nam, 2 người ở Tây Tạng và 1 người ở Cam Túc. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 10 giờ sáng hôm nay. Dự kiến từ 14 giờ chiều mai đến 14 giờ ngày kia, phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, phía Đông Cam Túc, Tây Nam và Trung Bắc Thiểm Tây, miền Trung và Nam Sơn Tây, Đông và Trung Nam Hà Bắc, Đông Nam Bắc Kinh, một phần Thiên Tân, Trung Đông và Nam Liêu Ninh, Đông Nam Cát Lâm, Tây và Nam Vân Nam, Quảng Tây và Nam Hải có mưa to đến rất to. Lưu vực phía Tây Tứ Xuyên, phía Đông Hà Bắc, Đông Nam Thiên Tân và Nam Liêu Ninh có mưa dông lớn từ 100 đến 200mm trong khu vực, và các khu vực nêu trên có một phần đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Bắc Kinh sẽ đối mặt với cường độ mưa bão mạnh nhất trong hôm nay và ngày mai. Bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, nhiều khu vực của Bắc Kinh đã xảy ra mưa lớn ngắn hạn, mưa kéo dài không liên tục trong ngày. Sáng ngày mai tiếp tục có mưa ở một số khu vực, nhìn chung mưa không to. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng. Dự kiến một số khu vực ở Bắc Kinh và các nơi khác sẽ có mưa to đến rất to trong ngày hôm nay và ngày mai. Người ta ước tính rằng cường độ mưa và lượng mưa của đợt mưa xối xả này gần bằng mức của thảm họa thiên nhiên thảm khốc năm ngoái. Trận mưa bão sắp tới đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các ban ngành liên quan và người dân. Vào chiều ngày hôm qua, Vương An Thuận, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Bắc Kinh đã chủ trì một cuộc họp điều hành của chính quyền thành phố để huy động khẩn cấp cho đợt mưa lớn sắp tới. Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp báo chung với 7 trụ sở phụ kiểm soát lũ lụt bao gồm Giao thông Vận tải, Ủy ban Giáo dục và Xây dựng Nhà ở để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt của thành phố. Theo Kiều Lâm, Giám đốc Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, đợt mưa bão sắp tới sẽ kéo dài từ tối ngày hôm nay đến rạng sáng ngày mai. Lượng mưa cục bộ có thể lên tới 100-200mm. Thảm họa thiên nhiên thảm khốc năm ngoái, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh là 190mm, lượng mưa trung bình ở khu vực thành thị là 215mm và lượng mưa tối đa ở thị trấn Hà Bắc, quận Phong Sơn là 460mm, đạt mức mưa cực lớn tổng thể. Thảm họa khiến hàng chục người thiệt mạng. Thưa quý vị, trận lũ mạnh nhất 60 năm nhấn chìm địa điểm động đất Bắc Xuyên.
Trận mưa lớn bắt đầu vào chiều hôm qua đã khiến khu vực động đất ở huyện Bắc Xuyên, Miên Dương, Tứ Xuyên hứng chịu trận lũ lụt mạnh nhất trong 60 năm qua. Tàn tích của khách sạn Bắc Xuyên và nghĩa trang của các nạn nhân đều bị ngập trong nước. Vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm qua, thành phố Miên Dương đã đưa ra thông báo cảnh báo mưa bão màu vàng và quận Bắc Xuyên đã kịp thời thông báo cho các bộ phận và thị trấn liên quan để tăng cường trực và giám sát, kịp thời bắt đầu kế hoạch khẩn cấp và chuẩn bị trước các biện pháp đối phó. Trong trận mưa này, những ngôi nhà nông trại ở Ngọc Lý, Máng Cỏ, Bạch Thạch và các thị trấn khác đã bị hư hại. Trong đó, dòng sông ở làng Sa Ba, thị trấn Phước Sơn đã lật ngược con đường và 5 người bị mắc kẹt. Mưa lớn đổ xuống quận Bắc Xuyên từ chiều ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay với lượng mưa cao tới 285mm, khiến mực nước hồ chắn đường Gia Sơn dâng cao 5,5m. Hồ chứa đường Gia Sơn, tất cả các ngôi làng và thị trấn xung quanh Ngọc Lý, Xuân Bình, Quất Sơn và các khu vực hồ khác đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt từ đợt xả lũ trước đó, mực nước là 647,8m. Các tàn tích của thị trấn quận cũ và khu đô thị mới đều bị ngập lụt. 80% tàn tích trong khu đô thị cũ bị ngập trong lũ, độ sâu của nước ngập lên tới 6m, dẫn đến gián đoạn điện, nước, đường giao thông khu vực. Các quan chức đã điều động lực lượng cứu hộ để sơ tán người dân khỏi các khu tái định cư Gia Bá và Đặng Giáp, đồng thời sử dụng thuyền máy để giải cứu những nhân viên đã sơ tán quá muộn ở quận cũ. Đồng thời, trụ sở chính thực hiện quản lý đóng cửa quận cũ, ngoại trừ nhân viên cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp. Tất cả đều bị cấm vào. Hiện tại, ngoài 6 nhân viên cứu hộ và nhân viên đo đạc thủy văn bị mắc kẹt ở quận cũ Bắc Xuyên, thì không có thương vong nào khác được báo cáo. Vào lúc 10 giờ 10 phút ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trong 3 giờ qua, lượng mưa hơn 100mm đã xảy ra ở các vùng phía Tây Thành Đô và phía Bắc Nhã An. Trong 1 giờ nữa, mưa lớn ở phía Tây Thành Đô, phía Bắc Nhã An và phía Tây Đức Dương sẽ tiếp tục kèm theo sấm sét. Được biết, lượng mưa lớn nhất xảy ra ở thị trấn Hưng Phúc, Đô Giang Yển, Thành Đô đạt 529,3mm, trong đó lượng mưa đạt 125,4mm trong 1 giờ vào lúc 3 giờ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thị trưởng Vũ Hán cả đêm không ngủ vì thành phố bị ngập nước do mưa lớn 60 năm mới có một lần. Trận mưa 60 năm mới có một lần đã làm ngập lụt một khu vực rộng lớn của Vũ Hán và khiến thị trưởng Đường Lương Chi thức trắng đêm. Từ 3 ngày qua, Vũ Hán xảy ra mưa lớn khiến một số tuyến đường cấp 1, cấp 2 và khu dân cư trong thành phố bị ngập nước ở các mức độ khác nhau. Cục cấp nước thành phố Vũ Hán báo cáo rằng vào trưa ngày hôm qua, 22 điểm ngập úng trên các tuyến đường huyết mạch chính và phụ do đợt mưa lớn này đã cơ bản lắng xuống và giao thông của thành phố đã hoạt động trở lại. Đây là lượng mưa lớn nhất mà thành phố của chúng ta gặp phải kể từ năm 1998. Lưu Hòa Sinh, Giám đốc Đài quan sát khí tượng Vũ Hán cho biết lần này Vũ Hán trải qua 2 trận mưa liên tiếp. Lượng mưa cao hơn so với đợt mưa trước đó gây ra 88 thiệt mạng. Tình trạng ngập úng trong thành phố đã nhiều hơn thời điểm đó, với lượng mưa hơn 250mm ở hầu hết các khu vực trung tâm thành phố đều bị ngập. Theo các chuyên gia của Cục cấp nước thành phố, cái gọi là trận mưa 60 năm không phải là lớn nhất trong 60 năm qua. Thay vào đó, hãy so sánh lượng mưa của trận mưa này với ghi chép trong lịch sử. Nếu xác suất nó chỉ xảy ra một lần trong 60 năm, thì đó là mưa bão 60 năm một lần. Từ ngày thứ Năm đến 11 giờ sáng thứ Bảy, trong số 5 trạm khí tượng quốc gia trong thành phố, lượng mưa đo được tại trạm Vũ Hán là 228mm, tại trạm Giang Hạ là 316,3mm, tại trạm Cadian là 225,8mm, trạm Vũ Hán là 200,2mm và tại trạm Hoàng Phi là 167,5mm. Nếu tính trên lượng mưa trung bình 227,6mm thì tổng cộng hơn 1,93 tỷ mét khối nước mưa đã đổ xuống diện tích đất liền của Vũ Hán thời gian này, gần tương đương với lượng nước của 16 hồ phía đông. Mưa lớn cũng đang trút xuống Liêu Ninh. Cục khí tượng Liêu Ninh đưa ra cảnh báo mưa bão liên tiếp. Tỉnh Liêu Ninh đón đợt mưa lớn thứ hai sau mùa lũ vào ngày hôm nay. Ngoại trừ khu vực phía Nam và phía Bắc Thiết Lĩnh, tỉnh này nhìn chung có mưa từ nhẹ đến vừa, mưa to đến rất to cục bộ. Hiện 14 đô thị trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng dốc toàn lực ứng phó với đợt mưa lũ này. Theo tin tức của Cục Khí tượng tỉnh Liêu Ninh, lượng mưa chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và phía Tây của tỉnh Liêu Ninh, trong đó khu vực Hồ Lô Đảo, huyện Triều Dương, Cao Ru Ô và Linh Nguyên hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa điểm lớn nhất xảy ra tại trạm Triều Dương Giao Gia Phú là 126mm,
Đài quan sát khí tượng Trung ương Thẩm Dương từ 5 giờ cùng ngày đã đưa ra nhiều cảnh báo về gió mạnh, mưa dông và sấm sét. Các sở khí tượng và đất đai địa phương cũng đưa ra cảnh báo thảm họa địa chất màu vàng 3 cấp độ. Tại thủ phủ Thẩm Dương của tỉnh, lượng mưa lớn liên tục khiến nhiều vùng trũng thấp bị ngập lụt nghiêm trọng. Hầu hết các phương tiện chỉ có thể di chuyển chậm qua vùng nước ngập, một số ô tô cá nhân bị ngập nước và hỏng hóc liên tục. Một số cư dân mạng đã nói đùa trên Weibo: mưa lớn đã biến thành phố nội địa này thành một thành phố ven biển. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh, lưu lượng nước của các con sông lớn trong tỉnh ổn định, mực nước của các hồ chứa lớn và vừa không vượt quá mức lũ. Mưa lũ đã làm cho đất ở một số nơi gần bão hòa. Tỉnh Liêu Ninh hiện đã cử một đội kiểm tra phòng chống lũ lụt đi sâu vào các khu vực dễ bị lũ lụt và dòng chảy mảnh vụn, các hồ chứa nhỏ nguy hiểm, ao chứa chất thải và các khu vực trách nhiệm tiền tuyến khác để hỗ trợ đầy đủ các địa phương trong việc kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt. Dù chống lũ luôn khó khăn, nhưng lượng mưa cũng mang đến thời tiết dịu mát người dân. Thời tiết nhiệt độ cao trên 30 độ C trong nhiều ngày liên tiếp đã được mưa kéo xuống 25 độ C. Trước khi bước vào đợt nắng nóng mới, người dân địa phương sẽ được hưởng 3 đến 4 ngày thời tiết mát mẻ. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ đêm hôm nay đến rạng sáng ngày mai, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở hầu hết các khu vực của tỉnh Liêu Ninh. Công tác phòng chống thiên tai như ngập úng đô thị, ngập úng đất nông nghiệp, lở đất và lở núi sẽ rất nghiêm trọng. Sông Chu, một nhánh của sông Dương Tử, đã vượt quá mực nước cảnh báo. Từ 6 giờ ngày thứ Bảy đến 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, hầu hết các khu vực thuộc dãy núi Đại Bá và Giang Hoài của tỉnh An Huy đều có mưa vừa đến mưa to. Có nơi mưa rất to, vùng mưa lớn chủ yếu ở vùng núi Đại Bá và huyện Thiên Sơn. Sông Chu Hê, một nhánh quan trọng của sông Dương Tử, có mực nước cao hơn 1 mét so với mức cảnh báo. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh An Huy, một số lượng lớn các hồ dọc sông Hoài Hà đã mở cửa để thoát nước. Các hồ chứa lớn ở dãy núi Đai Bê, ngoại trừ Mai Sơn, đều vượt mực nước giới hạn lũ, trong đó hồ chứa Đại Liên có mực nước cao nhất vào lúc 18 giờ chiều ngày thứ Bảy là 198,23 m và mực nước vượt lũ là 7,23 m. Hiện các hồ này đều xả lũ theo quy định. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, vào ngày hôm qua, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đã xảy ra lũ lụt ở quận Tần Châu. Nhiều thị trấn bị ảnh hưởng, đất nông nghiệp, cơ sở nông nghiệp, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Hơn 300 người đã phải di rời. Hiện tại, lượng mưa ở quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy vẫn đang tiếp tục. Một số ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể vào được do đường hư hỏng nghiêm trọng. Tình hình thiên tai cụ thể đang được thống kê. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!